Ung thư bàng quang là loại ung thư xảy ra ở bàng quang, cơ quan rỗng nằm tại vùng mụn dưới có chức năng chứa nước tiểu do thận thải ra. Phía trong thành bàng quang là lớp niêm mạc được cấu tạo từ các tế bào chuyển tiếp và tế bào vảy. Khoảng hơn 90% ung thư bàng quang xuất phát từ tế bào chuyển tiếp, gọi là ung thư biểu mô chuyển tiếp. Chỉ khoảng 8% ung thư bàng quang là ung thư biểu mô vẩy. Ung thư bàng quang thì hiện nay thì nó đứng vào khoảng độ thứ 3, thứ 4 trong các cái bệnh lý ung thư hay gặp ở nam giới. Còn nữ giới thì đứng thứ 8, thứ 9. Nó tính chung cho cả hai giới thì nó khoảng độ đứng thứ 5, thứ 6. Tỷ lệ thì đa phần nam giới chiếm nhiều hơn. Nam 3, nữ 1. Đấy, tùy theo cái nghiên cứu cũng có nơi là hai, cũng có những cái đợt mà có thể 5, 6 nam mới có một nữ. Đó, nhưng tính trung bình khoảng 3 nam một nữ. Đó. Còn về cái tiên lượng của bệnh nhân ung thư bàng quang thì cũng chủ yếu là chúng ta phải phát hiện giai đoạn sớm thôi, chứ còn để giai đoạn muộn rồi thì nó cũng như các cái bệnh lý ung thư khác thôi, cũng rất là nan giải và cái tỷ lệ sống sau 5 năm là tỷ lệ rất thấp. Thực ra nếu giai đoạn sớm thì phát hiện cũng tương đối khó đấy, vì các cái triệu chứng lâm sàng nó rất là dấu. Tuy nhiên đa phần người bệnh đến khám thì do cái đái máu, nó cái biểu hiện đái máu là người bệnh nhân sợ cho nên đến khám, cho nên cái tỷ lệ là bệnh nhân đến do đái máu là chiếm phần lớn. Đấy, còn sau có thể bệnh nhân hơi mệt mỏi hoặc là đi tiểu khó, hoặc là cũng có thể là đái buốt, đấy, hoặc là đái không hết bãi thì người ta cũng đến, nhưng không nhiều bằng là cái tỷ lệ đái máu. Và khi đến phát hiện thì thông thường cái bàng quang thì chúng tôi khám phát hiện ra thì cái triệu chứng đái máu vẫn là cái biểu hiện hay gặp nhất mà bệnh nhân đến với chúng tôi. Thực ra về chẩn đoán ung thư bàng quang bây giờ thì tương đối dễ. Đấy, vì bây giờ các cái phương tiện chẩn đoán rất là tốt, ví dụ như là giai đoạn sớm thì siêu âm, chụp CT cộng hưởng từ, và đặc biệt là cái nội soi bàng quang. Đấy, nội soi bàng quang thì có thể là phát hiện ngay ở cái giai đoạn rất sớm có những cái tổn thương tại thành bàng quang, thì khi đó sinh thiết và chẩn đoán, cho nên chẩn đoán cái ung thư bàng quang là tương đối dễ. Nguyên nhân ung thư bàng quang đến nay vẫn chưa hoàn toàn rõ rệt. Có những trường hợp ung thư bàng quang không tìm ra nguyên nhân. Ung thư bàng quang có liên quan đến hút thuốc lá, phơi nhiễm tia bức xạ, nhiễm ký sinh trùng, tiếp xúc với hóa chất. Bản chất của ung thư bàng quang là các tế bào trong bàng quang bị đột biến. Các tế bào bình thường sẽ phát triển bất thường, không kiểm soát được và tạo thành khối u tại bàng quang. Triệu chứng ung thư bàng quang thường rất khó nhận biết. Tuy nhiên, có những dấu hiệu có thể giúp bệnh nhân phát hiện ra bệnh sớm để kịp thời đến cơ sở y tế để thăm khám như sau. Mệt mỏi, gầy sút, chán ăn. Đái máu là dấu hiệu thường gặp nhất. Đái máu từng đợt, đái máu đại thể, toàn bãi, đau khi tiểu, tiểu rắt, tiểu khó, tiểu không tự chủ, nước tiểu có sẫm màu. Đây là những biểu hiện triệu chứng xuất hiện đầu tiên do bàng quang bị kích thích hay bị giảm thể tích. Các triệu chứng của nhiễm trùng đường tiểu, tắc nghẽn đường tiểu do u xâm lấn hay do cục máu đông. Ở giai đoạn muộn của ung thư bàng quang, tế bào ung thư đã di căn xa sẽ xuất hiện các biểu hiện như đau hông lưng, đau trên xương mu, đau hạ vị, đau tầng sinh môn, đau xương và đau đầu. Ung thư bàng quang thì đấy, chúng tôi cũng nói là đa phần gặp ở nam giới. Cái nguyên nhân thì nó cũng chưa rõ ràng đâu. Tuy nhiên ở những hay gặp ở những cái người mà ví dụ hút thuốc, hoặc là những cái người mà hay bị viêm nhiễm cái bàng quang đó, có thể viêm nhiễm sinh dục hoặc là viêm nhiễm này nó đấy, và cái tỷ lệ đấy nó cao hơn hẳn so với. Còn về nguyên nhân chung ý, thì có những trường hợp là ung thư bàng quang không rõ là nguyên nhân cái gì cả. Thế ngay chị Phương này cũng là một cái trường hợp điển hình, nó không rõ nguyên nhân cái gì cả. Đó, chị cũng không hút thuốc, không rượu gì, đấy, sinh hoạt hoàn toàn lành mạnh tốt, nhưng nó không may nó vẫn cứ xảy ra một cái tổn thương, một cái ung thư bàng quang, đấy, cái tổn thương bàng quang. Cho nên cái này là chính vì vậy là những trường hợp mà nguyên nhân rõ thì không nói, còn nhiều trường hợp là cũng đánh giá là không rõ ràng cho lắm. Còn về ăn uống ấy thì cũng khuyến cáo nói chung là chúng ta cũng sinh hoạt bình thường thôi, chứ không phải cái gì nó cũng có cái những cái chất cái nguy cơ, ví dụ như là giữ gìn vệ sinh trong cái sinh hoạt hàng ngày để tránh cái viêm nhiễm thôi. Còn ăn uống thì cũng hạn chế rượu bia, thuốc lá. Đấy, còn ăn uống những cái cân bằng các cái chất dinh dưỡng thì cái và tập thể thao thì cơ thể nó khỏe lên thì nó cũng hạn chế tránh những cái tổn thương mà ung thư nói chung, nhưng không riêng gì ung thư bàng quang. Chị Trần Thị Phương ở thành phố Thái Nguyên sinh năm 1971, có hiện tượng mệt mỏi sút cân. Khi đi khám, các bác sĩ chẩn đoán chị có khối u lành tính ở bàng quang cần phải phẫu thuật.
tuân thủ theo yêu cầu của bác sĩ cách đây gần 4 tháng, chị Phương đã lên viện K3 phẫu thuật theo chỉ định của các bác sĩ. Nhưng thật trớ trêu, khối u mang đi giải phẫu bệnh lại có tế bào ác tính. Sau phẫu thuật, cơ thể chị Phương suy kiệt, đang từ 62kg giảm xuống còn 48kg. Thì cứ đi làm về nhà là thấy người nó mệt lắm, cứ nằm ở cái ghế này thôi. Cứ về nhà là mệt, làm thì không vất vả gì cả, đi làm hành chính thì cũng không vất vả. Mà người nó tự nhiên nó cứ sút đi, xong rồi nó cứ đau bụng, nó cứ đau nhâm nhẩm bụng này, xong xuyên ra cái thắt lưng sau, xong nó xuống cái hông, hết cái hai hông này. Ăn thì không ăn cũng đau bụng, mà ăn cũng đau bụng. Cảm thấy trong ruột nó rát lắm, ruột chị nó cứ rát ruột. Thế rồi đi khám, cứ đi khám thì không ra bệnh gì cả. Vào đây thì cũng chỉ bảo là chắc là có cái làm vất vả mệt quá, nhưng không thấy mình làm mệt, mà ăn thì nó không tiêu, nó cứ trương bụng lên. Xong rồi bụng thì cũng cứ đầy. Thì hàng 10 năm nay rồi có cái u lang ấy, xong lại u sơ viêm tuyến vú. Nhưng mà cứ uống trinh nữ hoàng cung đều thì bác sĩ cứ đi khám 3-4 tháng một lần thì lại bảo là sống chung mấy bệnh thôi, cái này không ảnh hưởng gì cả. Chỉ có kiêng ăn những cái gì nó hạt riết, đậu riết thì nó đỡ to u. Thế rồi cũng cứ chả biết thế nào nữa. Cứ nằm viện mãi mãi chẳng khỏi, đang từ 62 cân mà sút xuống còn 49 cân. Xong rồi sợ quá rồi, xuống ca. Bệnh viện ca của Tân Triều ấy, thì bạn nó đưa đi khám. Thế thì nó bảo là đây là mình có cái u bằng quang. Thế thì u bằng quang thì cũng xét nghiệm về đấy. Xét nghiệm thì ra u lành. Nhưng mà bác sĩ chỉ định cứ bảo mổ. Anh nội ở khoa tiết niệu, ngoại tiết niệu, bảo mổ. Nhưng mà bảo không mổ thì không được. Thế rồi người làm sao nó cứ mệt, nó cứ gầy đi, nó không muốn ăn gì cả, mồm nó cứ đắng ra thế. Mà lúc nào cũng thấy đắng mồm, mà mắt thì cảm thấy nó mỏi mắt lắm. Thì lại bảo là năm nay cũng 48 tuổi, tuổi cả tuổi, lấy tuổi là 49, thì cứ bảo tuổi của cái tuổi 49 thì nó bệnh hạ. Lúc thì bảo là mổ thì u to quá, mổ lúc nội soi thì bảo một cái, nhưng đến lúc nội soi để vào mổ được 12 ngày sau mới đến lượt mổ, thì mổ lại sinh thiết ra lại bảo là vào ca rồi. Đấy, lúc khám lúc sinh thiết thì bảo là u lành nên đơn giản, nhưng đến lúc cắt ra rồi thì lại bảo là u vào ca, có tế bào ca. Không chỉ có vậy, sau khi phẫu thuật, chị Hư Phương vẫn còn những biểu hiện như chán ăn, mệt mỏi, có hiện tượng rong kinh, chảy máu ở phần phụ. Tình hình sức khỏe như vậy, chị Phương lại sang bệnh viện Đại học Y khám lại. Các bác sĩ phát hiện chị có khối u ở đầu tụy, có kích thước 2,7cm, là nguyên nhân gây viêm tụy mãn. Sức khỏe giảm sút, các bác sĩ chỉ định cần phải phẫu thuật lần nữa. Sau phẫu thuật, sức khỏe suy giảm, gia đình hoàn cảnh neo người, chồng mất, con cái vẫn còn đi học, nên trước cuộc đại phẫu này, chị khá là đắn đo. Thế rồi mổ thì nhẹ nhàng lắm, mổ nội soi thì không thấy gì. Thế xong lúc mổ về được 7 ngày ra viện, khỏe mạnh, bình thường. Nhưng mà cứ không ăn được, cứ không ăn mà cứ đau bụng. Thế là được bác sĩ bảo 2 tháng sau thì về khám lại, nhưng được 20 ngày sau thì đau quá, tôi chẳng chịu được nữa. Cứ thấy nó đau, mà nó đau sút xuống, đau ở cái thắt lưng phía sau, đúng cái tay hõm thắt lưng này. Xong cứ tức ngực cứ tức lên khó chịu, không nằm ngửa được, chỉ nằm nghiêng thôi. Thế rồi là lại xuống khám lại, vẫn không tìm ra bệnh. Cứ chỉ bảo là đấy là do cái u lành, u bằng quang vừa mổ xong rồi nó kiệt quệ sức khỏe, thì nó yếu mất máu nhiều. Thế ra cấp cứu nằm thì bảo chị bị viêm tụy, đấy, viêm tụy mãn, nó có hiện tượng là nó sưng cái u nên nó chảy máu. Đấy,
Thế xong rồi mới cho nằm viện, nằm 2 tháng liền điều trị, nằm khoa nội. Thế nhưng mà nằm thì sợ lắm, cứ nhìn thấy người ta đi mổ về sợ lắm. Không thể nào nghĩ được sống, mình vừa mổ cái u bàng quang xong mà cái bàng quang thì lại không mổ, không đau đớn gì, không gì, mổ nội soi thì mấy ngày là khỏi. Thế xong rồi là thấy cái u tụy lên 2,7 u nang tụy vôi trắng hết rồi. Thế là uống thuốc được hơn 1 tháng, nằm gần 2 tháng thì nằm thì cứ đi đi về về thôi. Chán rồi xong lại quay lại bệnh viện ca, thì bác sĩ Dũng ấy, Nguyễn Việt Dũng ấy, thì cũng cứ theo bác sĩ suốt từ đầu đến cuối. Thì bác sĩ bảo là bây giờ em chuyển chị lên khoa khoa nội tầng, khoa gan mật tầng 7, lên nằm 4 ngày rồi. Nằm 4 ngày thì ở ngoài đại học y cũng bảo mổ, vào trong đấy bác sĩ cũng bảo mổ. Đấy, giấy chỉ định khám lại thì bảo chúng tôi yêu cầu chị phải mổ. Thế xong rồi lên nhìn thấy sợ lắm, thấy nhà đã leo rồi. Thế nếu mà đến khi mà chị quyết định không mổ thì chị làm thế nào? Thế xong bác sĩ giận, bác sĩ tức bảo là bây giờ chị không mổ thì không còn đường sống, mà bây giờ mổ cũng để cứu lấy chị thôi. Thế mới bảo bây giờ mổ thì thứ nhất là con cái vừa nằm viện mấy tháng rồi, mà bây giờ lại đi mổ lần nữa mà tụy thì nó lại khó hơn cái bàng quang, lại phải mổ suốt từ ức này xuống. Nhìn thấy một phòng nằm này 16 người, à không, 4 người một giường thì 8 người một phòng, thấy người ta cứ đi mổ về sợ lắm. Đàn ông đàn bà, đàn ông nhiều, đàn ông đàn bà không có mấy, cứ đeo hai cái này ra sợ lắm, mà hàng tháng không ra viện được ấy. Kinh tế thì cũng không có. Thế cuối cùng là chị chọn cái phương pháp nào? Không, cũng chỉ là quay tiền thôi, về nhà để quay tiền. Nhưng mà anh chị em thì cứ thấy yếu đuối như này thì cũng thấy no. Thế rồi bảo là đi về để no tiền xuống để chữa bệnh, để mổ tiếp. Mà mới mổ được có hơn 2 tháng nên bây giờ lại mổ tiếp thì sống làm sao. Thế xong lúc đấy bất lực lắm, sợ lắm. Thế xong nằm ở đấy, nằm ở đấy thì mọi người người ta giới thiệu là đi về cắt thuốc nam. Nhưng mà khi gặp bác sĩ thì bác sĩ bảo là, bác sĩ Bùi Xuân Long bảo là, thế chỉ có chết thôi, cứ không tin vào khoa học. Bây giờ khoa học có tiên tiến chứ, mà người mình nó còn không nhấc được người, đầu óc tư tưởng mệt lắm. Thứ nhất là không thành người nữa. Có hai loại ung thư tuyến tụy, khối u ngoại tiết và khối u nội tiết. U ngoại tiết chiếm phần lớn các ca ung thư tuyến tụy và các hình thức phổ biến được gọi là ung thư tuyến, bắt đầu trong các tế bào tuyến, thường là trong các ống dẫn của tuyến tụy. Những khối u này nếu được phát hiện sớm, chúng có thể được điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật. Các khối u thần kinh tụy chỉ chiếm 1% trong tất cả các loại ung thư tuyến tụy. Chúng có thể là lành tính hoặc ác tính, nhưng sự khác biệt thường không phải rõ ràng và đôi khi chỉ rõ ràng khi ung thư đã lan. Ung thư tuyến tụy thường chỉ được điều trị thông qua phẫu thuật cắt bỏ và chỉ thành công khi được phát hiện sớm, trước khi nó lan rộng. Thông thường áp dụng phương pháp phẫu thuật Whipler chuẩn, phẫu thuật cắt khối tá tụy hoặc phương pháp phẫu thuật Whipler bảo tồn môn vị. Đối với bệnh nhân có khối u kích thước lớn và lan rộng sang các mô lân cận, phương pháp phẫu thuật Whipler chuẩn sẽ được sử dụng vì mang tính hiệu quả cao. Tuy nhiên, cũng có những bệnh nhân với tinh thần lạc quan và thái độ sống hợp lý đã đẩy lùi được căn bệnh này. Thực ra với một cái u ở tụy thì ưu tiên hàng đầu vẫn là phẫu thuật. Đấy. Nhưng tuy nhiên ở phụ thuộc vào cái giai đoạn hoặc là vị trí khối u, nếu mà ở thân và đuôi tụy thì cái mổ có thể là tiên lượng nó tốt hơn. Nhưng đặc biệt với những cái u ở đầu tụy thì mổ rất là khó. Và ngay ở Việt Nam cũng không phải nhiều phẫu thuật viên mà phẫu thuật được cái khối u này. Cho nhiều còn với cái điều trị hóa chất và xạ thì với hóa chất thì nó đáp ứng không cao, xạ thì cũng không có chỉ định nhiều. Trong những lúc bế tắc chưa tìm ra phương hướng giải quyết, chị Phương đã tình cờ biết đến Kinsale điều trị hiệu quả với những bệnh nhân u tụy.
khi siêu âm hoặc là chụp phim CT các thứ lại là u. Tình cờ biết đến Kinsale hiệu quả với những bệnh u tụy nên chị đã thử uống. Chị uống khá dè dặt nhưng không ngờ sau khi uống 2 hộp, sức khỏe của chị đã được cải thiện rõ rệt. Sau hơn 2 tháng sử dụng Kinsale, sức khỏe của chị đã được hồi phục. Khối u ở tụy đã giảm xuống còn 1,5 cm. Các khối u ở bộ phận khác cũng nhỏ đi và không còn hiện tượng rong kinh chảy máu. Thế xong tôi mới xem ở trên clip, tôi mới thấy có những người người ta u tụy, người ta cũng bệnh ung thư như tôi. Người ta trở về, người ta lấy thuốc lam xong rồi người ta gặp được bác sĩ để uống cái Kinsale. Tôi không biết tên bác sĩ nhưng mà chỉ như thế tôi xin số điện thoại. Tôi cũng tần lần mò trên mạng, tôi xin số điện thoại thì tôi thử đến. Tôi gọi điện thì bác sĩ cũng đến tối mới nghe. Con tôi nó bảo mẹ cũng cố gắng còn trẻ thì cố gắng mẹ. Thế xong rồi tôi tìm đến bác sĩ, tôi thử xem là bác sĩ mặt mũi ra sao rồi bệnh án của tôi như thế như nào. Tôi cầm mang phim mang các thứ về, tôi nói là tôi bị bệnh, tôi bị viêm tụy mà u nang vôi hóa đầu tụy trắng hết rồi, tôi bị viêm tụy mãn rồi, lúc đấy là không phải cấp nữa mà gọi là mãn rồi. Như bác sĩ bảo là thế tình hình chị thế nào, mà tôi đắng mồm lắm, tôi ăn không tiêu, bụng tôi đầy lắm mà tôi gầy 49 cân. Thế tôi uống thử một hộp thuốc, sau đó thì tôi thấy về thì thấy tự nhiên thấy hết hộp thuốc, thì sau một tuần thì tôi thấy ngủ được, giấc ngủ của tôi sâu hơn. Xong rồi bác sĩ ở bệnh viện K3 Tân Triều ấy, bác sĩ Dũng lại gọi điện cho tôi bảo chị xuống xem đi, không này cái tụy cấp này là không để được đâu. Bảo thưa với bác sĩ là tôi từ từ đã, tôi gặp được thuốc rồi. Thế tôi lấy 2 hộp tiếp theo thì tôi uống được, tôi ngủ được, tôi ăn được. Thế sau hết tôi lại uống hết 2 hộp thì tôi uống hết một hộp nữa là 4 hộp một tháng. Thì tôi vào bệnh viện Đại học Y tôi khám lại. Khi tôi đi khám lại thì con tôi nó cũng phấn khởi lắm. Trong lòng thật lòng là lúc đấy ba mẹ con tôi có nụ cười đấy. Vào cái bác sĩ bảo tôi đưa cái giấy tờ, chỉ mỗi là cái giấy kết quả trước thôi. Bác sĩ giữ lại luôn thì còn có 1,5 thôi. Mà trước là 2,7. Thế thì tôi cũng phải phấn khởi. Xong tôi khám tổng thể luôn. Được khám tổng thể hết các bệnh tật của tôi thì tôi thấy u nào nó cũng giảm. Thứ nhất là u tử cung của tôi là xuống 3,4. Trước đấy là 3,7. Thì tôi lại hỏi bác sĩ là nếu mà bây giờ tôi cả chạy tử cung này thì nữa thì lại polyp mật nữa. Là do cái mật của tôi thì bác sĩ có kê cho tôi uống thêm cái thuốc bổ gan và bổ mật vào. Thế trợ cho mật. Thế đến bây giờ chị uống Kinsale được bao lâu rồi? Và chị thấy tôi uống được hơn 2 tháng. Thu hộp thuốc của tôi nhiều lắm. Bây giờ nhiều lắm rồi. Thì hơn 2 tháng nay thì tôi lên cân, tôi phấn khởi lắm. Lúc nào tôi cũng mỉm cười rằng là hay là Chúa Trời thương tôi. Thì tôi uống hết 2 tháng thì bắt đầu tôi đi khám. Bây giờ là gần 3 tháng rồi. Thì tôi lên được trở lại là 58 cân. Trước tôi còn 49 cân. Thế những cái ảnh tôi đưa cho bác sĩ cứ cười, phấn khởi bảo với tôi là cố gắng, em cố gắng. Thì tôi không biết là bệnh tật của tôi thì nó nặng như thế, đều có kết quả của bệnh viện. Từ 26 tháng 3 đến bây giờ là tôi chỉ ở bệnh viện. Đấy. Cứ bệnh viện, cứ lên lại xuống, chỉ về trong nhà thôi. Đấy, hoàn cảnh thì bây giờ thì cũng phấn khởi hơn. Cứ nói đến bệnh, ai bảo tôi sắp chết rồi, ai hỏi và cố gắng giữ gìn. Những người mà cùng nằm viện với tôi, ấy, mấy người chết vì tụy, tôi sợ lắm. Hôm nay, chị Phương tiếp tục đi Hà Nội lấy thuốc với tâm trạng khá phấn khởi. Chị cảm thấy ông trời vẫn thương mình để cho chị có cơ hội ở bên các con, chứng kiến sự trưởng thành của chúng. Ok. Cái trường hợp bệnh nhân Phương thì thực ra là nó khó hơn ở những bệnh nhân khác. Nó mới đầu là bệnh nhân là cứ mệt mỏi, nó sút cân, mệt sút cân và đau.
thì nó đau, lại có những triệu đợt thì bệnh nhân là đau vùng thượng vị, có đợt thì đau ở vùng hạ vị đấy. Và khi mà khám thì kiểm tra tổng thể không thấy cái gì cả, thì sau và bệnh nhân đặc biệt là có cái biểu hiện là cũng bắt đầu đái máu, thì khi đấy mình tập trung vào nghĩ tới là một cái tổn thương bàng quang, thì sau khi khám và nội soi thì có một cái u bàng quang, thì nghĩ tới trên bệnh nhân này là một cái ung thư bàng quang. Thì sau đấy thì sinh thiết thì lại trả lời là cái không có tế bào ung thư, tuy nhiên vẫn là các bác sĩ viện ca vẫn là mổ cắt nội soi cái khối u thì trả lời là ung thư bàng quang. Sau đấy thì sau khi mổ xong thì bệnh nhân về, vì bệnh nhân giai đoạn rất sớm tại chỗ thôi, về nhưng bệnh nhân vẫn được tháng đầu thì khỏe, 1-2 tháng đầu khỏe, sau đấy bệnh nhân lại xuất hiện vẫn cứ gầy sút cân, mệt và vẫn còn đau đấy, và cũng là vẫn có biểu hiện là còn ra huyết song kinh đó. Thì kiểm tra là cái u sơ có cái tổn thương ở bằng ở tử cung rất là lớn, 4 cm đấy, và rối loạn đi ngoài, chán ăn đầy. Bệnh nhân lại đến bệnh viện Đại học Y khoa, thì bệnh viện Đại khoa đeo khám kiểm tra tổng thể thì lại trên bệnh nhân lại phát hiện là một cái tổn thương ở đầu tụy đấy. Thì cái này thì cũng chưa rõ ràng là một cái tổn thương lành tính hay là ác tính đó. Thì các bác sĩ ở viện ca cũng như là hội chẩn bệnh viện Đại học Y là khuyến cáo là bệnh nhân nên mổ cắt cái khối u đầu tụy. Tuy nhiên bệnh nhân thì cũng rất là sợ, vì một là cái từ bệnh nhân này từ 64 cân và sau mấy tháng là bệnh nhân chỉ còn có 47-48 cân thôi, sức khỏe nó suy giảm nhiều nên bệnh nhân cũng sợ không dám can thiệp ngoại khoa. Thì bệnh nhân đến với tôi thì tôi cũng sau khi kiểm tra tổng thể thì cái trường hợp này thì cũng khuyến cáo là bây giờ đúng là của chị với cái tổn thương này thì khuyến cáo là nên mổ cắt cái khối u đầu tụy đấy, cũng vừa là cắt khối u cũng vừa là để chẩn đoán xem cái tổn thương tụy là nguyên phát hay là từ bàng quang nó di căn lên trên đó. Nhưng vì cái thể trạng bệnh nhân yếu cho nên bệnh nhân cũng chưa muốn mà can thiệp ngay, thì bệnh nhân là điều trị bằng cái uống cái kinsel. Thì rất may là sau khi uống 1 tháng thì các cái triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh nhân là hết, tức là bệnh nhân là ăn uống tốt lên, không còn đau nữa, tăng 4-5 cân trong vòng tháng đầu tiên, rối loạn đi ngoài là trở về bình thường đó, và cái dòng kinh không còn nữa. Sau đấy là bệnh nhân điều trị tiếp tục 1 tháng nữa, là sau 2 tháng đến tại bệnh viện, bệnh nhân lại quay lại bệnh viện Đại học Y khoa kiểm tra lại thì là cái tổn thương u đầu tụy là từ 2,7 cm, thì sau 2 tháng thì chỉ còn có 1,5 cm thôi đó. Và cái u sơ thiền cái u sơ tử cung, cái tổn thương tử cung mà các bác sĩ ở trên Thái Nguyên thì có nghi ngờ là một cái di căn, nhưng cái này nó chưa rõ ràng đó, có thể là một cái tổn thương lành tính. Nhưng thông thường lành tính thì vì cũng lăn tăn là nếu mà lành tính mà bệnh nhân có từ trước thì nó đã biểu hiện là cái đau vào cái dòng kinh từ trước rồi, nhưng đợt này thì sau cái thời gian mà u bàng quang thì bệnh nhân mới bị đấy. Chúng cũng nghĩ không loại trừ là cái xâm lấn và di căn tử cung đâu, nhưng bệnh nhân kiểm tra thì cái u tổn thương ở tử cung là nó nhỏ hẳn trở lại và cái biểu hiện không còn ra huyết nữa. Và bệnh nhân hiện nay là rất là tốt. Thực ra chị Phương này thì cũng vào cái điều kiện hoàn cảnh đấy, tôi cũng qua tìm hiểu thì chị cũng vào cái hoàn cảnh rất là éo le. Chồng thì cũng chị, chồng chị mất là cách đây hơn chục năm rồi do cái ung thư gan đấy, và bây giờ thì kinh tế các con thì cũng từ khi mà các cháu nó nhỏ một mình là nuôi dưỡng đấy, và bây giờ các cháu thì vẫn đang đi học thôi, cũng có cháu trưởng thành rồi, có cháu thì cũng vẫn còn đang học, thì cái kinh tế gia đình nó ổn định thì chị lại bị cái bệnh lý này, nói chung cũng rất suy sụp đó. Thì sau khi điều trị thì nó các cái tổn thương của chị là nó tiêu nhỏ lại đấy, và chị trở về cái trạng thái bình thường thì cũng là cái may mắn cho chị. Cũng giống như nguyên nhân gây bệnh, các yếu tố nguy cơ ung thư bàng quang vẫn chưa được nghiên cứu một cách rõ ràng. Một số yếu tố nguy cơ phổ biến dẫn đến ung thư bàng quang là những người lớn tuổi có nguy cơ mắc ung thư bàng quang cao hơn những người trẻ, những người da trắng dễ có nguy cơ ung thư bàng quang hơn những người chủng tộc khác, đàn ông thì dễ bị ung thư bàng quang hơn phụ nữ. Tiền sử gia đình có người mắc phải ung thư bàng quang là yếu tố nguy cơ của bệnh. Người đã bị ung thư bàng quang cũng có khả năng tái phát do đã điều trị với thuốc chống ung thư như cyclophosphamide làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Những người hút thuốc lá có nguy cơ ung thư bàng quang cao hơn từ 2 đến 3 lần so với những người không hút thuốc lá. Nghề nghiệp dễ mắc ung thư như là làm cao su, hóa học
gia thuộc thợ làm tóc, thợ kim khí, thợ in, thợ dệt, tài xế xe tải. Đây là những ngành nghề thường tiếp xúc với những chất sinh ung thư. Những người bị nhiễm ký sinh trùng cũng có nguy cơ bị ung thư bàng quang. Ngoài ra, các bệnh lý viêm bàng quang mãn tính, nhiễm trùng đường tiết niệu tái diễn nhiều lần hoặc sử dụng ống thông đường tiểu lâu ngày cũng có thể gây nên ung thư bàng quang. Thực ra khi mà phát hiện ra cái ung thư bàng quang ấy, thì mổ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đấy, nếu mà giai đoạn sớm tại chỗ thì có thể là mổ cắt nội soi rất đơn giản. Đấy, và bảo tồn cái bàng quang. Đấy, còn trong trường hợp mà u nó xâm lấn rộng thì nhiều khi phải mổ cắt toàn bộ bàng quang đó, và tạo hình bàng quang. Đấy, sau đấy là có thể kết hợp với xạ hoặc là hóa trị tiếp theo tùy theo cái giai đoạn sớm hay là muộn khi bệnh nhân đến với chúng tôi. Hiện nay thì đấy xuất hiện rất là nhiều các cái phương tiện chẩn đoán mới, ví dụ bây giờ nội soi ung thư bàng quang thì nội soi vẫn là cái dễ làm, can thiệp bằng nội soi cũng là dễ dàng nhất. Ngoài ra thì đấy, hiện nay thì PET-CT đấy, khi nghi ngờ mà những cái tổn thương di căn xa đấy, thì có thể chúng ta có thể chụp PET-CT. Còn về xạ thì bây giờ đấy, xạ và hóa chất cũng nhiều, rất là nhiều loại hóa chất mới bây giờ. Xạ thì những cái thế hệ máy rất là tốt đấy, rất ít những cái tác dụng phụ xung quanh đó. Nhưng trong ung thư bàng quang thì mổ vẫn là ưu tiên hàng đầu đấy, đặc biệt giai đoạn sớm. Với giai đoạn sớm mà mổ nội soi thì vẫn bảo toàn được cái bàng quang đó, và bệnh nhân cứ khám định kỳ 3 tháng cứ kiểm tra hoặc là 6 tháng, nhưng mà sau thời gian ổn định kéo dài thì có thể 6 tháng kiểm tra. Thì cắt tại chỗ mà giai đoạn sớm vẫn là cái tốt nhất cho người bệnh, vì lúc đấy là vẫn bảo tồn được cái bàng quang. Còn khi để mà cắt toàn bộ bàng quang phải tạo hình cái bàng quang nhân tạo rồi thì cũng xuất hiện nhiều cái biến chứng sau này, và cái ảnh hưởng rất lớn tới cái sinh hoạt, cuộc sống của người bệnh. Điều trị ung thư bàng quang hiện nay rất hiệu quả, hiện có thể dễ dàng